Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của Hưng Yên chỉ còn 0,86%, giảm 1,07% so với năm 2022 và hoàn thành trước 2 năm mục tiêu tại nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Hưng Yên là một trong số ít tỉnh trong toàn quốc đạt được tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%. Không chỉ giảm nghèo sâu về mức 0,86% năm 2023 mà hộ nghèo tại Hưng Yên còn đang tiếp tục giảm đa chiều và bền vững. Bên cạnh đó, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt hơn 112 triệu đồng một người một năm. Đây là những kết quả rất quan trọng, minh chứng cho những chính sách an sinh xã hội luôn gắn liền với đà tăng trưởng và quy mô nền kinh tế của Hưng Yên trong các năm qua. Mục tiêu của tỉnh Hưng Yên là giảm nghèo đa chiều bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo, hỗ trợ hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận đầy đủ các dịch vụ cơ bản, nâng cao chất lượng cuộc sống. Phấn đấu đến năm 2025, Hưng Yên chỉ còn dưới 0,5% hộ nghèo hoặc thấp hơn nữa. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ, công tác trồng cây nhân dân hàng năm được tỉnh chỉ đạo cả hệ thống chính trị tham gia hưởng ứng. Kết quả trồng cây nhân dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên những năm qua, đặc biệt là năm 2023, đã vượt cao so với kế hoạch đề ra. Năm 2023, toàn tỉnh Hưng Yên trồng được 72.000 cây trên 33.800 cây nhân dân các loại, đạt trên 213% kế hoạch tỉnh giao, gồm những cây chính như ban Tây Bắc, bàng Đài Loan, Osaka, kèn hồng, bằng lăng, tại 164 tuyến đường và các khu đô thị, khu dân cư mới. Tổng số kinh phí cho trồng cây năm 2023 khoảng trên 50 tỷ đồng, trong đó ngân sách hỗ trợ là gần 12 tỷ đồng, còn lại là nguồn xã hội hóa. Tất cả các huyện, thị xã, thành phố đã trồng vượt kế hoạch. Đến nay, toàn bộ số cây đã trồng những năm qua tại các địa phương đều sinh trưởng phát triển tốt. Ngoài trồng cây nhân dân, các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực chuyển đổi cây trồng hiệu quả thấp sang trồng cây lâu năm có giá trị kinh tế cao. Tết này, người dân ở nhiều thôn xã trên địa bàn huyện Kim Động vui mừng phấn khởi bởi nhiều tuyến đường liên thôn liên xã đã được nâng cấp mở rộng, thuận lợi trong việc đi lại, giao thương, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, ngày càng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Những ngày cuối năm, nhân dân thôn Lương Xá vô cùng phấn khởi vì Tết này được đi lại trên con đường mới. Tuyến đường huyện 72 có chiều dài hơn 1 km chạy qua thôn nhận được sự hưởng ứng tích cực. Chỉ trong hơn 10 ngày triển khai việc làm đường, toàn bộ nhân dân dọc hai bên tuyến đường đã hiến hàng trăm mét vuông đất thổ cư tạo điều kiện để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Năm 2023, thôn Đồng An được xã Toàn Thắng đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường trục chính của thôn có chiều dài hơn 1 km. Toàn bộ kinh phí làm đường được lấy từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất của địa phương. Con đường chạy qua nhà văn hóa và hồ điều hòa của thôn khiến cảnh quan, diện mạo làng quê nơi đây đổi thay rõ rệt, gây ấn tượng với bất kỳ ai ghé thăm. Người dân đã cùng nhau trồng hàng cây và hoa ven đường để tô điểm thêm vẻ đẹp làng quê. Đã thành thông lệ, mỗi dịp Tết đến xuân về là các chương trình sự kiện hướng về truyền thống lại được tổ chức như một cách để tôn vinh, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần Tết Việt. Không chỉ tạo sân chơi bổ ích lành mạnh cho công chúng, những hoạt động này còn góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc trong đời sống đương đại. Các nghi thức tống cựu nghinh tân trong cung đình xưa được tái hiện dựa trên kết quả nghiên cứu về nghi lễ cung đình. Các nghi thức diễn ra tại sân điện Kính Thiên từ cuối tháng Chạp. Chương trình được phục dựng tái hiện góp phần lan tỏa những nét đẹp văn hóa ngày Tết xưa và càng làm khu di sản Hoàng Thành Thăng Long trở nên có hồn. Năm nay, lần đầu tiên Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội trình chiếu phim 3D Lễ Chính Đám Thời Lê. Bộ phim mang đến cho du khách một trải nghiệm 360 độ, tái hiện không khí tôn nghiêm và độc đáo của lễ chính đán nơi cung đình xưa. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cũng là một trong những bảo tàng luôn được chú trọng khai thác giới thiệu bản sắc văn hóa các dân tộc vùng miền và đã trở thành một điểm du xuân hấp dẫn của công chúng. Các hoạt động Tết Việt xưa tại đây không chỉ đáp ứng nhu cầu tham quan vui chơi giải trí mà còn giúp du khách nâng cao hiểu biết về giá trị văn hóa. Đặc biệt, trong những ngày đầu xuân mới, Bảo tàng Dân tộc học liên tục tổ chức các buổi nói chuyện về chủ đề rồng. Phục dựng và lan tỏa nét đẹp Tết xưa cho hôm nay và mai sau, các chương trình thể hiện sự nỗ lực của các điểm di tích, bảo tàng để những giá trị truyền thống mãi được lưu giữ.
Phố sách Xuân Giáp Thìn 2024 đang diễn ra tại Phố sách Hà Nội. Đây là sự kiện văn hóa lớn do Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội và các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024. Với chủ đề tri thức trao tay Xuân Vạn Điều May, Phố sách Xuân mở cửa từ ngày 5 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2, tức từ ngày 26 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Đây là năm thứ ba sự kiện được tổ chức xuyên Tết, mở cửa sớm để tạo thêm nhiều cơ hội cho độc giả, người dân và du khách tham quan trải nghiệm không gian tri thức đặc sắc. Bộ Công Thương vừa có văn bản yêu cầu các thương nhân đầu mối sản xuất kinh doanh, phân phối kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm các công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực hiện các giải pháp đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân doanh nghiệp trong dịp Tết. Cụ thể, các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu thực hiện nghiêm túc kế hoạch sản xuất đã đăng ký với Bộ Công Thương, chủ động nguồn cung, thực hiện việc dự trữ xăng dầu phù hợp, đảm bảo cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường. Trong mọi tình huống, phải cung cấp đủ xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp để duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, chú trọng chia sẻ nguồn cung, lợi nhuận trong hệ thống phân phối một cách hợp lý để đảm bảo không bị gián đoạn việc cung ứng xăng dầu cho thị trường, đồng thời bố trí đủ nhân lực, tổ chức trực hoặc tăng ca để duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên liên tục cho thị trường, nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đán này. Chuyển sang phần tin quốc tế. Vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến hành điện đàm, trong đó khẳng định sẽ tăng cường hợp tác tại các diễn đàn quốc tế để bảo vệ lợi ích chính đáng của cả hai nước. Trong cuộc điện đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết tăng cường phối hợp với Nga tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, thực hiện chủ nghĩa đa phương thực chất, ủng hộ một thế giới đa cực, bình đẳng, trật tự và toàn cầu hóa kinh tế mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Về phần mình, Tổng thống Putin bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để đạt được những bước tiến mới trong lĩnh vực hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Tổng thống Nga cho biết Moscow sẵn sàng tăng cường trao đổi và hợp tác với Bắc Kinh trong các khuôn khổ đa phương, khu vực và quốc tế, đồng thời kiên trì chủ nghĩa đa phương. Cũng trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế. Các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào các tàu thương mại trên Biển Đỏ khiến doanh thu của kênh đào Suez trong tháng 1 vừa qua sụt giảm 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Thông báo được cơ quan quản lý kênh đào Suez đưa ra trong ngày hôm nay. Cơ quan trên cho biết, doanh thu từ kênh đào Suez trong tháng 1 vừa qua chỉ còn 428 triệu đô la Mỹ, giảm mạnh so với mức 804 triệu đô la Mỹ cùng kỳ năm ngoái. Số lượng tàu di chuyển qua kênh đào cũng chỉ đạt 1.300 tàu, giảm 36% so với cùng kỳ năm 2023. Nhiều công ty vận tải biển đã phải chuyển hướng sang mũi hảo vọng ở châu Phi để tránh các cuộc tấn công của Houthi. Kênh đào Suez là tuyến đường biển ngắn nhất giữa châu Á và châu Âu và cũng là một trong những động lực chính thúc đẩy thương mại toàn cầu. Tuyến hàng hải quan trọng chiếm khoảng 12% khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường biển của thế giới. Ai Cập là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do những bất ổn tại biển đỏ hiện nay. Ban tổ chức Đại hội Thể thao Olympic và Paralympic mùa đông 2026 đã cho ra mắt các linh vật chính thức cho sự kiện thể thao này. Các linh vật của Olympic và Paralympic là hai chú chồn đáng yêu mang tên là Tina và Milo. Được ra mắt công chúng khi còn gần 2 năm nữa diễn ra Đại hội Thể thao Milano Cortina. Chú chồn lông màu sáng có tên là Tina là linh vật chính thức cho Olympic mùa đông 2026, trong khi anh trai của chú là Milo được chọn làm linh vật cho Paralympic. Tên của hai linh vật được lấy theo tên thành phố nơi diễn ra các sự kiện thể thao. Đồng hành cùng hai chú chồn tinh nghịch còn có 6 bông hoa giọt tuyết nhỏ mang tên là The Floor. Đại hội Thể thao Olympic và Paralympic được tổ chức tại Italy từ ngày 6 tới 22 tháng 2 năm 2026, trong khi Paralympic diễn ra sau đó khoảng 1 tháng, từ ngày 6 tới 15 tháng 3. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin 18h30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.